em mời anh một ly rượu. Mời anh hả? Lý do tại sao? Mời mà cũng cần lý do à? À thì để cảm ơn anh về vụ lần trước anh đã cứu em. Ok, nhất trí nha. Thôi em về đi. Về đấy. Em bình tĩnh lại. Em vẫn còn có đồng đội ở bên cạnh em mà. Có chuyện gì cứ chia sẻ hết với anh. Lo lắng quá. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em. Giả như em chưa từng tham gia chuyên án này, ước gì cuộc đời em không biến động như vậy. Nhưng có lẽ đấy là số phận của em. Em còn tất cả mà. Có những thứ xa rồi thì không tìm lại được nữa. Khi làm xong chuyên án này, em sẽ lại về bên gia đình, bên đồng đội. Không biết đâu. Ngay cả bản thân em bây giờ em cũng không hiểu mình nữa. Em cũng đã dằn vặt. Em biết những điều em đang làm là phụ lòng gia đình cơ quan. Không có gì là quá muộn cả. Muộn rồi. Bây giờ trong em đang tồn tại một con Lam khác, mạnh hơn em. Nó đang chi phối em, khiến em không còn là em nữa. Anh có biết lòng dạ ngổn ngang là gì không? Anh hiểu chứ. Anh cũng đã mất đi mối tình đầu của mình, mà không bao giờ anh quên được. Nói đúng hơn là anh vẫn đang sống với nó hàng đêm. Tự dưng em muốn được ôm anh ngủ như lúc mình đi phục kích cùng nhau đêm nào. Anh xin lỗi vì anh không thể bằng người ta được. Không, không phải như vậy đâu. Anh hãy mạnh mẽ lên đi. Nhưng mà em đâu có quen với Đào Hải Triều tự ti như vậy. Anh có biết không, mặc dù sống trong nhung lụa, nhưng em lại cô đơn khủng khiếp. Em không biết lúc nào tai họa sẽ giáng xuống mình. Giống như em được anh ôm,
để em cảm thấy bình an, để được ngủ những giấc thanh thản. Lên xe đi. Em ổn rồi. Anh về với Yến đi. Một mình nó lại sợ. Thế còn em? Em tự lo được. Không được đâu. Hà Nội về đêm phức tạp lắm. Không được về khu biệt thự đó. Ngày mai chắc chắn lão Đức sẽ tiếp đãi tay tuốt. Có thể sẽ lại gọi bọn em đi. Bây giờ em nhắn trước cho Hùng một tin, nói là bố mệt và cần về quê gấp. Sau đó thì tắt máy đi, đề phòng lão Đức có khả năng sẽ định vị. Ừ, em hiểu rồi. Ừ, mình đi nhé.